Nói chung là trong suốt khoảng thời gian mà em đi học tại Sinh á, có những cái thắc mắc hay là những cái gì mà em không hiểu á, thì em luôn tìm đến chỗ chị Hằng để em hỏi. Dạ, em chào chị. Em tên là Bùi Thụy Ngọc Khanh. Hiện tại thì em đã đậu visa đi Úc. Sắp tới thì em sẽ học chương trình Bachelor of Commerce, Major Commercial Law at Deakin University. Trước đây thì em từng học International Business ở James Cook University, Campus, Singapore. Sau khi mà em tốt nghiệp lớp 12 thì có đến trung tâm INEC để làm để xin tư vấn du học Singapore. Thì lúc đó là chị Hằng đã tư vấn cho em đi James Cook, bởi vì thật ra là có rất là nhiều trường đại học Úc ở Singapore, nhưng mà em vẫn chọn James Cook là bởi vì nhờ qua sự tư vấn của chị cộng với lại ba em tìm hiểu thông tin và xác nhận là trường đó tốt, cho nên là em quyết định là em sẽ đi James Cook. Sau đó thì làm hồ sơ, mà cái lúc mà em làm hồ sơ em nhớ không lầm á là mất khoảng 2 tuần là xong. Thì lúc đó là chuẩn bị đồ đạc xong rồi INEC còn book vé máy bay cho em nữa. Và sau đó thì có một cái buổi dự thi để lấy học bổng. Trong cái đợt đi nào em, nếu như em nhớ không lầm thì chị Kim có nói với em là trong cái đợt đi nào thì ở INEC cũng có những cái suất học bổng mà hỗ trợ cho sinh viên, nhất là đi du học ở Sinh. Thì đợt đó có một cái bài thi nhỏ để lấy học bổng mà cao nhất là 50%. Thì lúc đó em đi thi thì em đậu học bổng và được miễn giảm một môn. Sau đó là tham dự tiệc chia tay rồi lên đường sang Singapore. Thật sự là em bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình của chị Kim. Tại vì hẹn ở sân bay là 1:30 trưa, nhưng mà chị Kim đến rất là sớm. Tại vì em đến 1 giờ nên em biết chị Kim đến rất là sớm. Và chị Kim cũng dặn dò mọi người xong rồi chụp hình lưu niệm rồi sang Sinh. Thì khi mà đi qua Sinh á, lúc đó là lần đầu tiên em bay qua một nước xa lạ đối với em. Thật sự là cảm giác rất là sợ. Mấy ngày đầu khi mà chưa có đi học thì em có nói chuyện với chị Hằng về việc tìm nhà ở sau khi mà kết thúc cái thời gian ở free tại hostel của trường. Thì chị đã tìm cho em rất là nhiều agent, nhiều nhà. Chị cũng giới thiệu cho em nhiều số điện thoại để em có thể liên lạc với những cái người mà cho thuê đó. Thì cuối cùng tụi em chọn được một nhà để ở. Nhưng mà sau một khoảng thời gian ở thì cái người agent này làm việc không có được tốt, cho nên là INEC đã cắt hợp đồng với người này và thông báo cho tụi em là nên chuyển ra, rồi hướng dẫn cho tụi em là cách chuyển ra mà không bị mất cọc. Thì sau đó em chuyển ra, lấy lại được cọc và tìm được một chỗ ở mới gần trường hơn. Nói chung là trong suốt khoảng thời gian mà em đi học tại Sinh á, có những cái thắc mắc hay là những cái gì mà em không hiểu á, thì em luôn tìm đến chỗ chị Hằng để em hỏi. Nói chung là INEC hỗ trợ cho em rất là nhiều. Các chị Hằng, chị Kim rất là vui vẻ, nói chung là rất là nhiệt tình luôn á. Em không nghĩ là mấy chị chỉ làm hồ sơ cho em không mà quá nhiệt tình, rồi hướng dẫn cho em tận tình những cái thủ tục nào em cần chuẩn bị. Nói chung là làm giảm hẳn cái tâm lý áp lực với lại lo lắng. Rồi sau đó em còn được tham dự cái em còn được mời đi prom, mà cái buổi prom nó do là có việc đột xuất cho nên em không tham gia được, nhưng mà em có xem clip. Sau đó mấy chị còn có đại diện dẫn được nguyên một đoàn học sinh đi ra sân bay để bay, nói chung là quá chu đáo. Ba từ cảm xúc của em về anh ấy, em nghĩ chắc không nếu như mà ba từ thì em sẽ chọn là thật tuyệt vời, nhưng mà đối với em thì chỉ có 2 từ thôi: bất ngờ. INEC đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm hồ sơ nhanh ơi là nhanh, nhanh mà tư vấn rồi các thứ cực kỳ chuyên nghiệp, mà đã đặt lòng tin vào INEC là sẽ không bao giờ hối tiếc. Nói chung là hồi trước em cũng có thử sang những cái trung tâm tư vấn khác, nhưng mà không có chỗ nào làm em cảm thấy là đáng tin như là ở INEC hết. Cho nên là sau này nếu như mà học thạc sĩ hay tiến sĩ gì đó, em cũng sẽ vẫn chọn INEC. Được ở free 2 tuần rất là sung sướng, chỗ đó đẹp lắm. Sau đó là tụi em tự tìm.